Rồi, mình đi tiếp theo cái phần hôm nay. Mình sẽ học về cái xét sum thông qua ví dụ log in. Rồi mình sẽ bắt cái VDES trên cái form dữ liệu ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu cái trang bằng trang login. Trên này chắc có trang login rồi. Mình sẽ chuyển trang login này thành cái trang bê bê ha. Đây, cho một trang sẵn là login ở đây nè. Đây, nó có cái mẫu login này nè. Mình chuyển thành nhà bê bê. Copy một trang này. Rename thành user login. User login by. Rồi, lấy trang login đưa qua. Rồi, mình chỉnh master page. Login thì chắc không có cái footer header đâu. Rồi, mình kiểm tra lại chạy còn như vậy đúng không? Nó được như vậy. Ok ha. Rồi, mình sẽ tiến hành nhiệm vụ tiếp theo sau khi cắt master bay xong. Thì mình sẽ đặt tên. À, cái này khá quan trọng. Các bạn đặt tên lại. Name bằng thầy sẽ thường cách đặt tên của thầy là đặt theo tên trang và cái tham số vô đây email, có nghĩa là trang này trang login, user login đó. À, nhìn vô biến là mình biết là mình trang này user login. Các bạn thì đặt tt tùy được không, test login. Tên email ha. Tùy. Cái này tùy các bạn ha. Thầy cứ thường thêm cái tên trang vô. User login. À. Rồi, xuống này user password. Name bằng. Cái này quy tắc của mỗi người thôi. TT password. Rồi, các bạn chỉnh cái này thành cái tên của mình ha, đặt tên em lại. Rồi, sau khi đặt tên xong thì chỗ này các bạn thấy bây giờ mình sẽ xử lý cái chuyện mà đăng nhập. Để xử lý đăng nhập thì mình sẽ cần một cái action, cái nơi để xử lý trên server. Thì ở đây thông thường á, một số bạn sẽ làm theo kiểu là mình sẽ tạo cái trang login thì sẽ có một cái trang xử lý cho login, có nghĩa là mỗi trang ứng với một cái controller hay là một cái file BB xử lý riêng cho trang đó. Thì có hai cách, một là các bạn sẽ mở cái với mỗi cái action này này, mình sẽ để một cái trang riêng cho login controller thôi.
có nghĩa trang login thì có login controller xử lý. Thì ở đây thì thầy chỉ thêm một cách nữa mà thường thầy làm, đó là thầy thấy mình đã có một cái user controller này và login, đúng không, thì cũng là một cái chức năng của user thôi, cho nên thầy muốn sử dụng cái lại cái user controller luôn, thì thầy sẽ chỉ cái này ha, user controller đó, thầy sẽ gọi cái user controller xử lý luôn, và phương thức vẫn là methods bằng cái bot. Tại sao thầy không tách riêng? Lý do nếu thầy tách riêng á, mai mốt login controller là vô trang login vô tương ứng ở đó, thì mai mốt cái chuyện mà login này, cái controller này nó nhiều lên, được không, nó nhiều lên lúc này mình khó quản lý, thì thầy thường gom gì một chỗ, và những ông nào mà thuộc user xử lý của user thì gom gì user controller hết. Được ha. Rồi thầy tiến hành gom thử ha, gom về này. Thì vấn đề đặt ra làm sao ở các bạn thấy nè, cái user controller này hôm trước á, mình sử dụng ở trang dạng relay bay. Đây. Nó có sử dụng user controller. Ok. Và khi mình nhấn nút create thì lên trên này nó xử lý, đúng không? Và bây giờ mình đang sử dụng vừa user cho login mà vừa cho create, thì lúc này các bạn chú ý là mình sẽ sử dụng một kỹ thuật nhỏ nhỏ là mình đặt những cái nút này cùng tên. Thầy sẽ đặt tên name bằng dạng gọi là dạng user group ha. Submit chẳng hạn ha. Đặt cái tên. Thầy đặt cái tên chung vậy thôi. Và bên này thầy cũng cho cái tên y chang như vậy. Đây. Cùng tên. Thầy gì đặt khác tên thì nó không biết. Và để phân biệt được giữa hai cái thì người ta sẽ thông qua dạng value. Cái này tại vì user create à. Còn qua bên đây thầy vẫn đặt room tên ha. Và qua bên này thầy sẽ đặt là dạng value bằng user login à, được không này? Rồi ha. Vậy lúc này lên khi xử lý lên user controller mình sẽ dựa theo cái giá trị mà mình biết này để xử lý. Vậy lên trên này mình sẽ có cái dạng hôm trước mình biết mấy cái hàm này đúng không? Thì chỗ này mình sẽ có dạng chỗ này đây, cái phần này là của form dạng tạo hôm trước, thầy sẽ xử lý như sau. Mình sẽ gán một cái biến là cái tên user submit ha, cái nghĩa nút biến này mình xài chung okay. Bằng phương thức post được ạ. Rồi tham số vào là gì ạ? User submit thì mình sẽ kiểm tra nếu mà giá trị user submit này này mà bằng dạng user login là vô trang login, mà nếu user submit này mà bằng dạng user relay thì vô user relay ha. Thầy xuất ra thử cái này ha, mình khoan xử cái này, mình chỉ đến mức này ha. Rồi, coi giá trị nó lấy là gì ha. Thầy thử ha. Ôi sao email nó bị gì rồi? Chắc là mình xóa nhầm cái gì đó ha.
Rồi đây. Khi thầy nhấn vô thì user login này ha. New user này, mình tạo này, nhấn nút tạo này. Em thấy user rồi không? Vậy thông qua cái giá trị mình sẽ biết là người ta đang thực hiện cái hành động gì, đúng không? Thì để mà tên này đặt chuẩn á, thì thầy nghĩ chắc đặt tên dạng user action đi ha. Đặt cái tên nút là user action chung. Lên đây mình lấy user action. Rồi. Vậy dựa theo cái user action này mà mình sẽ xử lý. Vậy nếu mình dùng switch hay thôi. Chỗ này switch. Lấy dạng user action. Rồi. Enter case giá trị bằng dạng. Nếu giá trị nó bằng gì? Bằng với cái này đang tạo đúng không? User create. Thì đây, switch case. À, xin lỗi. Red trước à. Cứ red tính sau. Rồi. Thì mình lấy hết toàn bộ ông này vô, đúng không? Toàn bộ cái này xử lý của user ray mà vô này alice đẹp cho nó format đẹp. Trường hợp mà nếu login case user login à. Đây nếu giá trị user login đây. Thì mình sẽ red này thì e cho đi hello mình thử nhấn nút rồi rồi nó vô trang bình thường của mình ha. Local user login bài đây. Đây hello à, được không? Rồi tiếp tục ha. Bây giờ mình sẽ xử lý cái phần login này. Vô đây mình xử lý. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nếu mà người này đây cái thông tin user nó tồn tại đúng không? Thì mình lấy cái list này hôm trước của mình á. Đây, cái array list của mình đây. Mình đưa đâu? Đưa lên đây luôn đúng không? Cái này mai mốt mình lấy từ cơ sở dữ liệu lên. Đấy ha. Mình có cái mảng. Và ở đây có cái hàm để kiểm tra tồn tại đúng không? User detail đây. Cắt cái này luôn đưa lên đây à, rồi mình vẫn kiểm tra nếu user này tồn tại thì mình sẽ dạ, vô cái trang thông tin kia luôn ha. Thì làm sao đấy. Thầy mới kiểm tra if user exit tuy nhiên cái hàm này này nó kiểm tra gì cái thông tin email của kia. Cho nên mình không có đưa lên trên cái này được vì cái test email này thì thuộc cái form và relay đúng không? Thì thầy sẽ làm một cái khác là mình tạo một cái user detail ở đây. Chắc không ạ. Rồi, add this back. Rồi.
mình kiểm tra user, nhưng user này thì để user vậy. Thì kiểm tra cái thông tin email này ở đâu ra, thì ở bên này mình lấy qua hả? Phương thức Bosch. Cho nên các bạn thấy này, thầy đặt cái theo tên thì thầy biết cái trang nào đúng không? Đây. Đó là ý nghĩa mà khi thầy đặt cái theo này theo tên. Thầy sẽ coi thử ha. Đấy, thầy phương thức một cái biến, khai báo một cái biến ở đây. Bằng phương thức nhận Bosch. Bosch là lấy thông tin nhận. Đây, 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 email. Tương tự thầy lấy một cái thông tin là password. Copy này cho dễ ha. Rồi, thấy password. Bây giờ thầy kiểm tra nó là user hay không, đúng không? Đây show user những cái này hôm trước. À, những cái này chắc mình rồi. Giờ không cần đâu. Giờ không cần để máy ham này nữa đâu. Bỏ bớt đi. Chuyển trang thôi. Nếu mà user tồn tại đây, thầy kiểm tra nó là gì, hợp lệ đi ha, là user, e-user valid, hợp lệ, có nghĩa mình phải kiểm tra password nữa ha. Thì nếu cái này bằng 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 cái này, cái này có cách nào làm nhanh không? If mà cái user cái này nó chạy chậm lắm, kịp trang hả? Chỉ vậy thôi. Và cái dưới này có password đúng không? Như vậy chắc đủ rồi. Thì gắn user detail và detail rồi, rồi, rồi. Evaluate ha. Rồi thầy lấy cái hàm này. Thầy kiểm tra thôi. Email. Đưa thêm cái này ha. Lại kiểm tra. Nếu này nó hợp lệ. Event. Nó sẽ là nhập. Cho nếu nó hợp lệ. Thì mình sẽ chuyển sang trang user
this bài qua trên này luôn. Đang chạy thử thôi. Password ở đây là gì hả? Password là 1 2 3 4 5 hả? Một hai ba bốn năm, thầy nhấn nút rồi coi thử user detail nó không xác định này. Dòng 60 này, dòng 60 của mình à, user đó, nó đã vô được trang list ha, nó đúng, nó vô trang list chỗ này. Mình sẽ welcome này nữa ha. Rồi mình đi tiếp ha. Sau khi mình lấy cái trang này, mình chuyển sang thông tin trang này ha, khi user hợp lệ, thì vấn đề đặt ra làm sao mình lấy được cái username này, thông tin username này qua được trang bên kia. Và các bạn thấy đây là trang controller. Trang mình muốn hiển thị là ở gì ạ? Ở một trang khác chứ không phải controller nữa. Đây. Mình muốn hiển thị lên trên này thì nó lại thuộc gì ạ? Cái thông tin của cái metadata đây đúng không? Meta này. Layout. Một cái trang khác. Đây. Top menu. Vậy làm sao mình chuyển dữ liệu từ một cái controller này sang được cái trang gì ạ? Một BB khác được không? Thì thông thường á, người ta sẽ lưu trữ dữ liệu ở dưới, và khi ở các trang có thể dạng kết nối thông qua cơ sở dữ liệu để làm cơ sở dữ liệu đóng vai trò giống như trung gian để mình kết nối dữ liệu. Ví dụ như các bạn thêm user này, nhấn nút thêm user thì khi các bạn tạo user thì nó lưu dưới cơ sở dữ liệu, sau đó mình trẻ về cái trang danh sách user thì lập tức nó lấy dữ liệu lên, thì lúc này cơ sở dữ liệu đóng vai trò trung gian. Thì có một cách khác mà để chuyển dữ liệu sang các trang, ví dụ như cái thông tin mà username đang nhập, thì mình sẽ sử dụng session. Thì để sử dụng session thì các bạn thấy này, session in BP, mình coi thử họ xài sao. Thì để sử dụng session đầu tiên em phải start session, session start ha. Và sau đó mình gán cái biến vào trong session. Đó, mình làm thử ha. Thì thầy sẽ cho start session ở trong này, cho start session. Rồi. Tại vô đây, thầy sẽ gán cái biến session. Đây. Và thầy lấy những cái biến nào của session thì thầy đưa vô. Ví dụ thầy đặt cái tên biến này của thầy là gì ạ? User này. Và thầy lấy gì ạ? Xin lỗi, email ha. Email ha. Thầy lấy email qua. Đây, gán cái email này. Đây là cách gán session. Vậy tôi sẽ qua bên đây, tôi lấy cái dữ liệu từ session ra. Thì trong này các bạn phải nhớ là BFB. Hỏi BFB. Rồi, tôi muốn lấy cái dữ liệu ra thì ở tại vị trí này, các bạn em muốn lấy đây đúng không? Đây. Thầy sẽ hỏi B các bạn. Hỏi B các bạn. Đóng hoặc phải. Và mình muốn lấy session, giới thiệu e cho cái thằng session ra ha. Session. Và lấy đúng cái tên nó ra. Đây. Là gì email? Rồi, chẳng phải ha. Rồi, thử ha. Không định nghĩa, không định nghĩa, thấy không? Vì mình chưa dạy. Chưa start session rồi này.
ha. Coi thử mình lấy đúng không? Email. Dạ, thầy sẽ login. Chờ cho em làm login. Được ạ. Mình đã lấy được cái sheet xanh ra ha. Rồi. Rồi, sau khi xong cái này. Vậy trường hợp mà nếu mà người ta chưa đăng nhập thì sao? Enter. Xin đi. Không xử lý gì hết ha. Rồi. Vậy cái chỗ này nếu mà không có làm gì hết, chỗ này thì default mình sẽ là dạng cho đến trang login. Đó, nó bằng vô trang này. À, mình chưa rest ở đây. Rest default location. Chỗ này mình chưa rest ha. Rồi, nó vô trang này. Vào welcome không? Vậy trường hợp mà người ta chưa đăng nhập, người ta vô link này thì sao? Ha, ví dụ. Ha, bị lỗi ngay. Thì chỗ này mình phải xử lý cái lỗi này. Rồi để xử lý cái này thì mình rất là đơn giản. Trên này mình sẽ làm gì ạ? Kiểm tra nếu mà cái đó nó tồn tại thì mình mới cho vô, ngược lại thì không cho vô. Rồi. If. Chỗ này thầy thêm một cái biến là gì ạ? E-login. If e-set. Đi login. Đúng. Và thì phủ định này ha. Nếu cái này không hợp lệ thì header location. User login by chấm biệt vậy. Nó đây ra ngoài. Còn nếu có set vô định ha, bởi vì đây ra ngoài. Và đâm cái này trước đây. Có gì không này?
Android F5. Đấy ha. Nếu mà chưa được login thì nó đá ra ngoài vậy thôi. Rồi, nếu mà đã login rồi thì sao? Cái này, if. Thì để BHB chỗ này. Rồi, BHB. Chỗ này thì như các bạn thường thấy là cho. Thì thường thấy là Atspace 75 if mà cái thằng gì ạ? Session email đúng không? Iset nè. Cái biến này được set. Nếu đúng á thì làm gì ạ? Thì mình hiển thị là L. Thì chỗ này mình chỉ làm vậy. Một cái thẻ hrf. Trên này mình xử lý xong. Đó, nó bắt login. Đó, ha. Nếu bình thường thì nó cho vô welcome, chỗ này chưa ghi đúng không? Chỗ này cho cộng thêm cái được set thì đưa vào. Rồi lấy ha. Rồi trường hợp này mình chưa set thì bắt login. Sao chưa login được? Này hơi xấu quá. Đợi cái này. Rồi nó chỉ vậy thôi.
tử. Thầy có thời gian đẹp hơn ha, thầy có thời gian thì chỉnh cho dài ha. Rồi mình đã truy cập được này, bây giờ mình viết thêm cái hàm log out, có nghĩa khi người ta nhấn nút log out thì nó xóa hết session log out, thì viết cái hàm nó như sau. Thầy tạo một cái bay cho nó đơn giản ha. Đây, trong này làm gì? Trong này hủy session thôi. Các bạn sợ. How to? Phần này người ta gọi là hủy session, dùng hàm destroy thôi. Đây. Bỏ hết. Đó, nó chạy vô đây, mình gọi cái hàm tồn tại chỗ này là gì, cái nút top top này. Thế thử nó vô rồi, nhấn nút đọc à, đúng không? Nó qua nó mất. Thì vô lại nó còn không ha? Mất này ha, nó xóa hết sẽ xanh rồi. Vậy cái chỗ này log out xong thì mình redirect sang trang nhỉ. Location. User login. Đây. Chấm biệt biệt. Hủy sao mà chuyển trang thôi. Thử nhé. Xin đi. Rồi, vô. Copy link này. Và trang này vẫn có này ha. Vì mình đã có session rồi, các trang nó có rồi. Thắng nút log out bên này. Refresh. Để mất theo, mất session vì mình đã xóa session rồi ha. Rồi mình đi tiếp cái bài hôm nay là phần validation. Cái này khá quan trọng. Validation là mình kiểm tra cái tính hợp lệ dữ liệu ha. Để mình chuyển lên nhà server xử lý. Tại sao cần hợp lệ dữ liệu? Vì nếu mình thấy cái trường email này mà mình kiểm tra nếu nó là email á thì mình mới xử lý, đúng không? Chứ mình lưu trữ ở cơ sở dữ liệu mình là cái email phải có a còng, mà cuối cùng xuống dưới nó chẳng có a còng gì cả thì nó làm gì ạ? Nó không thống nhất dữ liệu ở dưới và đôi lúc nó có ghi lỗi. Thầy lấy một ví dụ nhỏ để các bạn thấy ha. Thầy nếu không kiểm tra ha thì chỗ này thầy làm như sau. Thầy xuất thử cái email này ha. Email ra nha. Chỗ này có redirect không? Rồi. Tạm thời tới đây thầy chưa redirect nó để mình test thử. Mình kiểm tra dữ liệu, tính hợp lệ của dữ liệu. Bây giờ mình chạy. Thầy đánh
thì nó bắt phải A cộng. Vì sao? Do trên trang này nó khai báo kiểu loại email cho nên bắt buộc là A cộng, đúng rồi. Ok, thì không đánh gì thì nó cho qua. À, nó cho qua này thắng ra rồi, nó cho qua thì mình muốn mà kiểm tra thì mình dùng từ vựng bắt buộc, không được trống thì require. Cái này do HTML hỗ trợ là true. Rồi nhìn thử, bây giờ thầy nhấn nó bắt buộc phải điền ok này. Cái này là nghĩa là kiểm tra cái tính dữ liệu hợp lệ trước khi gửi về server xử lý. Và để mà kiểm tra cái này thì người ta có thể sử dụng dạng jQuery ha. Các bạn search jQuery validation. Kiểm tra nó khác gì trên server, thì có nghĩa là khi mà trước khi gửi về server nhấn nút á, thì mình dùng giao rip hoặc jQuery để kiểm tra cái này có hợp lệ không trước khi gửi. Có nghĩa khi dữ liệu gửi về server là nó hy vọng vậy đã đúng rồi, được rồi, thì cái này người ta có thể sử dụng dạng jQuery để mà validation cái này. Rồi cái phần này thì ở môn thiết kế web sẽ được giới thiệu cái này. Rồi hôm nay mình sẽ làm một cái thử tiếp theo ha. Thầy đánh chữ A, thầy gửi đi, nó không cho nhưng mà có người họ làm vậy. Inspect, họ sẽ chỉnh ở đây. Test. Rồi nó chạy lên server chưa, hiểu này. Đối với những người cố tình hack hệ thống thì họ lại lại chơi cái gì xui hơn thì người ta nhúng script vào. Sao hình dung được rồi, người ta nhúng strip vô này luôn, và nếu em không bắt thì hệ thống em bị vấn đề ha. Thì có nghĩa là dữ liệu khi chuyển đi thì mình phải validate thêm ở phía server nữa, trước khi dữ liệu hợp lệ thì mình mới xử lý. Nguyên tắc dữ liệu hợp lệ mới xử lý, không hợp lệ không xử lý. Và chỗ này mình phải kiểm tra validation. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cái email rồi ha. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng một cái hàm để cái từ khóa để mình kiểm tra, các bạn sử dụng cái thầy là read. Đấy, ha. In BP các bạn cần thì mình đọc sách thêm những cái này ha, đây mình đã ứng dụng mình xài thôi. Bây giờ cái chuyện email ha, mình sẽ sử dụng email request email. Thì các bạn thấy nè, mình sẽ sử dụng cái này ha, true false cái này ha. Rồi lý thuyết là nó nói gì, email bây giờ bắt email trước ha. Cái đầu tiên mình mà muốn bắt á, thì các bạn phải có một cái gọi là cái read chung cho cái chuỗi đó. Cái chuỗi đó nếu nó đúng cái chuẩn đó thì nó báo là hợp lệ, còn không đúng chuẩn thì nó là ngoại lệ ha. Giống như một cái khuôn mẫu chung tổng quát hóa cái chuỗi đó là gì. Ví dụ email phải có A cộng thì làm sao biểu diễn nó có ý A cộng trong đó ha. Rồi thầy thử một cái chuỗi đây email ha, cái này của người ta thì chắc là ok. Thì sẽ thầy viết một cái hàm valid email như vậy. Và valid thì thường người ta sẽ tách thành một hàm function, thường nó tách thành một thư viện luôn ha. Validation check email, email check email valid, truyền vào tham số là một cái value, truyền vào tham số có thể email luôn.
bớt cái này. Rồi cái button, cái này người ta gọi cái button ha. Thì thầy sẽ làm như sau, thầy khai báo một cái button email ha. Cái này thì thường kiếm trên mạng được không? Nó ra cái chuỗi tổng quát, bạn nào hiểu thì có thể viết, nhưng thường là trên mạng nó có những cái này. Đây là cái chuỗi mà kiểm tra email nó hợp lệ. Và ở đây nó có một chuyện gì ạ? Phủ định. À, nếu mà tôi kiểm tra cái chuỗi của tôi đưa vào, cái chuỗi email này tôi đưa vào, nếu mà nó trả về gì ạ? Nếu nó khớp, nó hợp lệ thì trả lời true, ngược lại false. Nếu rematch có nghĩa là gì ạ? Nó có giá trị. Rồi mình coi cái này thử ha. Đây mình phủ định rematch cái này. False true. Đọc thử nha. Rồi mình check email thử. Thì chỗ này thầy sẽ, trước khi mà gửi đi thầy sẽ xử lý chỗ này. Thầy lấy thông tin rồi. Thì ngay chỗ này if cái check email mà valid. Đây. Thì chỗ này mình mới xử lý. Được chưa? Mình check cái email nếu nó hợp lệ thì mới xử lý. Thầy thử nhé. Nhá, thì nó không chịu đâu, nhưng mà chơi trò này. Space chuyển nhỉ. Cái này là các bạn nó cũng ra rành IT thì nghịch một xíu thôi. Smith. Thì qua đây nó không xử lý, nó không xử lý. Được rồi. Nó thông báo không hợp lệ đấy, cho dễ thấy. Yeah. Dữ liệu không hợp lệ, nó không xử lý. Thì lúc này mình phải kiểm tra trên này. Khi dữ liệu đem về này rồi phải kiểm tra. Tương tự cái này, thầy sẽ kiểm tra cái password không có ký tự đặc biệt. Giả sử thầy lấy cái password thầy không có ký tự đặc biệt. Check password. Thì mình đi kiếm coi thử ký tự bắt buộc thôi. Ví dụ mình kiểm tra số điện thoại 10 số và phải bắt đầu số bao nhiêu thì mình coi rematch. Thì thầy coi một thứ một cái thôi. Cho anh em mới hợp lệ đây ha. Quá trời. Mình coi thử, mình tìm thử một cái cú pháp nó hợp lệ. Đây, ví dụ URL hợp lệ vân vân, test valid email name. Ví dụ cái name nó có cái
email à. Đây cái name đây các em, name hợp lệ họ dùng cái gì redirect này. Thì để cái password ha, cho các bạn thấy ví dụ ha. Nè true for. Vậy thầy cho check password đưa này không hả, và check password mình lấy cái password này nó hợp lệ thì mình mới xử lý ha. Rồi. Thầy chạy thử nhé, chạy lại chỗ này thầy để email hợp lệ đi. Tab password copy y chang, nhấn nút dữ liệu không hợp lệ ha. Vì sao? Password thì để 1 2 3 4 5 đây. Nó chạy qua. Thì nó chạy qua được cái này. Chỉnh thôi, cho chạy qua trang kia. Của thầy cho trên này đây ha. Thầy cho bắt chụp vật là chữ thôi, ABC thôi ha, thử nhé. A B C. Rồi, nó chạy qua này được rồi, thấy không? Thì cái này chính là cái VDES dữ liệu trước khi gửi về. À, khi gửi server để mà gì mình phải kiểm tra bảo đảm dữ liệu nó đã để hợp lệ thì mình mới xử lý bên trong ha. Rồi ở đây thì nó sẽ nhiều cái kiểu check này, thì mình sẽ viết một cái hàm chung là function data valid chẳng hạn. Ví dụ mình mới có mấy trường này, một đúng không? Ví dụ các bạn có thể đưa cái mảng cũng được ha, tùy. Vô đây mình return thôi. Return thấy nó dài quá thì return kia đây ông này. Thì cái này các bạn có thể tách hàm viết làm sao cho nó gọn các bạn được. Thì xuống này thầy chỉ kiểm tra một cái hàm thôi, nó valid thì email password một vật thì nó chạy. Thì thường cái bằng VDES thì tách ra thành một cái thư viện để mình xài chung, vì các cái form đó, người ta thường xài nhiều ha, thì cái này mình tách ra thành cái thư viện ha. Thì chỗ này mình có thể tách thêm một thư viện như sau. Đây, cái library của mình. Mình tạo một cái thư viện dùng chung. Dữ tiêu chẳng hạn. Để chuột phải tên last. À, xin lỗi. File BP. Là gì ạ? Validation. Data. Trong này mình gộp chung hết những ông này vô chung đi. Đây, mình đưa ông này hết đi. Đưa chung hết đây. Chết bắt buộc là vài vài vài. Ok. Vậy mình có cái hàm chỗ riêng này thôi. Thì chỗ này mình sẽ include vô. Nhớ include qua. Vì sao? Vì nhiều chỗ nó cùng xài cho nên có thể nếu input nhiều lần nó không cho. Send data chấm tiếng bị và chỗ này nó có thư viện rồi thì sao lock out. Nó chạy bình thường, nhưng lúc này mình sẽ có cái thư viện xài ở nhiều nơi. Ví dụ kiểm tra email, kiểm tra password, kiểm tra username, kiểm tra số điện thoại. Khi
kiểm tra địa chỉ IP v.v. ha. Thì cái này là ý nghĩa của Redis. Rồi, mình có thể sử dụng làm một cái tiếp là mình sẽ bắt Redis bằng jQuery, được không? How to validation using jQuery. Ok ha. Đây, bắt bằng jQuery. Có nghĩa thay vì mà gửi lên này rồi nó mới check, thì ở dưới này thầy lọc bớt ấy, được không? Dữ liệu gửi lên nó cũng đã gần đúng rồi. Chỉ có một số người họ cố tình thì mới bị mình mới kiểm tra trên thôi. Còn gửi về thì nó cũng gần như đúng rồi. Để giảm tải cái phía server kiểm tra ha. Thì lúc này mình sẽ xử lý như sau. Đây. Rồi, chỗ này mình sẽ coi thử ha, validation bằng cách nào. Ở đây các bạn coi này ha, nó có cách kiểm tra như vậy này ha. Đó. Cái này để biết mình xài. Rồi. Cũng có thể dùng jQuery. Sau này các bạn xài jQuery đi ha. Thì cái này nó có là lấy cái dữ liệu, nếu mà regex mình xài regex ha, keyword là gì, regex validation in jQuery ha. Các bạn thấy này, đây. Nó sẽ sử dụng cái kiểu này, đây. Thử nha. Mình làm thử cái này. Cái này cái đơn giản thôi, còn các bạn mà làm tốt thì phải sử dụng jQuery Redis lúc nãy á. Rồi thầy coi thử trên này, thầy dùng một cái script ở đây ha. Được không này? Rồi. Chỗ này đúng ra các bạn tách thành một variation, nhưng mà thầy viết ra mày luôn ha, cho nó nhanh. Thì thầy muốn kiểm tra email thì cái này chính là cái pattern của mình này. Đây, mình sẽ sử dụng gì ạ, jQuery. Thì hôm trước thầy có code bên này rồi, cho nó nhanh ha. Twitter. Đây. Đây là cách mà code về về đây dùng vậy. Về đây sẵn ha. Đây. Thầy có một cái nút về kiểm tra số điện thoại, được không? Thử nhá. Đây số điện thoại. Alert hợp lệ, alert không hợp lệ. Đây. Cái mẫu button này là kiểm tra số điện thoại. Rồi, cái này cái ID là nút, được không? Cái này thầy dùng jQuery này ha. Và test cái này thôi. Rồi, bây giờ thầy muốn test cái email trước đi ha. Về đây sẵn cái email, email này đúng không? Mình lấy cái button này qua. Đây, ship. Ship web thực hành. Ok. Cái phần này mình để ở đây. Cho phải. Rồi, thử nha các em. Cái ID này mình sẽ sử dụng gì? Là cái dữ liệu ở login này, mình dùng cái ID, thầy dùng ID luôn ha. ID bằng user login email. Được rồi. Đây bằng user login email này. Rồi, cái nút test này thì thầy cho một cái nút test đây cho nó dễ ha. Thầy để cái gì? Button. Rồi nhấn nút nhé. Button, button, only. Đi, check cái này. À, ID này ha.
test chạy thử nha. Nhanh lúc này cho em nè. Rồi mình đưa cái script này vô test email ID hợp lệ không hợp lệ document. Facebook ID bằng test type button, type button. Các bạn nhìn ha, chỗ này muốn chạy được. Đây. Mình sẽ chạy thử ha. Nhấn nút. Nhấn nút này, nó báo lỗi này. Cái này nó báo là gì ạ? Cái trang này dấu đô la này không có nghĩa là gì ạ? Cái jQuery các bạn đưa chưa đưa vô. Mình đưa một jQuery vô ha, khai báo thư viện jQuery vô. Rồi, mình chạy thử. Rồi. Nhấn nút này. Dữ liệu không hợp lệ ha. Và chú ý cho thầy này, cái request của thằng JavaScript á nó đến gì ạ? Kết thúc một dấu sẹt này thôi ha. Được không ha? Và không có dấu nháy thì nó sẽ kiểm tra dùng cái hàm này, kiểm tra. Và các bạn thấy cái giá trị nằm ở chỗ là gì ạ? Dữ liệu nó sẽ gì ạ? Mình thử nha. Nó không hợp lệ. Bây giờ mình thử nè. Thử truyền mà kiểu này test thử coi ha. Cô nó đi không ha? Đó, nó không hợp lại, hiểu không? Thì cái này các bạn thấy nè. Mình sẽ thay gì lên trên server kiểm tra. Thì ở dưới đây anh mình đã cho dữ liệu vậy, đã lọc bớt một số những cái dữ liệu không hợp lệ. Thay vì lúc nào cũng chuyển lên server kiểm tra thì bây giờ mình lọc bớt được một số cái dữ liệu mà ở người dùng nhập không đúng thì không cho lên server luôn, thì nó sẽ giảm tải cho server và tối ưu hơn cho web các bạn.